chào tất cả mọi người nha. Thì bữa nay là cũng chủ nhật rồi cả nhà ơi. Nay mình có hẹn với Thắng với anh Bảy đi Tân Phước câu. Mình xuất phát là lúc 3 giờ. Giờ gần 4 giờ rồi. Mấy anh em hẹn gặp nhau ở Gò Đen. Rồi mấy anh đi thẳng dưới luôn. Tụ họp đó mình đi thẳng xuống Tân Phước luôn. Giờ mình cũng gần tới Gò Đen rồi. Đây hai căn thủ. Hello, xin chào các anh em nha. Sớm vậy. Là mình băng qua bên đó là mình đi lên cầu Anh Đạo luôn, chẳng hướng lên cầu Đạo mình đi dọc hướng về. Mình cũng mới đến đêm câu các bạn ơi. Nay mình đi giao lưu với VT Thuận. Với anh Bảy, với anh Thắng với hai bạn. Rồi mình đi bỏ vậy. Không nói rồi. Giờ mình đang lựa nhái hơi. Để cho chuẩn bị chiến thôi. Anh Bảy đẹp trai quá ta. Nó đi giao lưu với người từ thận bữa nè. Con này thì nặng rồi đó. Đánh với nhường em với nghe. Bên đây là ít ai cầu. Trắng Ngọc Trinh. Trắng cái trinh trong đó 35 thì có gà ghê lắm. Cái trinh như để bồi chuối 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 đó. Tại vì bên đây là không như lỏng ai đi. Con cầu đi bên kia thôi. Thầy thấy con đồng có lớn quá, có một cầu hỏi thầy có bị dữ vậy. Mối không luôn á. Thôi em đâu quýnh cái hơi, à quýnh không có quen. Thôi quýnh về vùng này quýnh thử á. Chứ quýnh nhớ thiệt không à. Giống Ngọc Danh, Danh quýnh thiệt không. Không bị nhìn thẳng còn nhớ giả vừa cười chết. Nó ăn cái thả nhợ, ngầm. Nó nháy nổi tình. Chưa. Mọc kẹo rồi nổi đâu. Thì nay mình tập quýnh gì? Nháy hơi. Đó, câu nháy hơi chưa dính được một con. Trời ơi. Nói quýnh chưa hơi, thương quýnh một con luôn á. Sa thủ quýnh thế thiệt á. Trời ơi, con cá lóc kìa, mới ngủ con gái mình ngủ nó cũng thấp. Hồi đó suy nghĩ vậy. Hồi đó nói con cá bằng sắt rồi nó cứ ăn. Ừ đó. Trời má, bao con cá sắt này. Nhưng mà chị là chưa từng thấy con Sabiner rồi vô lý luôn. Con này, ủa cái này nó không có cái tua xíu ta. Con nó nhẹ. Nó ra vậy. Rồi mình cũng ra cần xong rồi cả nhà ơi, chuẩn bị chiến thôi. Thì nay có ông anh ông dẫn đi mấy cái điểm câu cùng với mấy anh em Trần Thủ, VT Thuận, sắp đầu câu VT Thuận. Thì nay cũng chủ nhật cuối tuần mấy anh em giao lưu. Rồi chiến thôi cả nhà ơi.
Trời ơi, gì vậy? Này. Sảy luôn rồi. Hai bạn à. Rồi sóc lưỡi vô đây luôn rồi. Dính một lưỡi một à. Trời ơi ba con. Cái gì vậy trời, cái này đen dữ vậy ta. Trời ơi, kéo lên tới bờ cũng còn sảy nữa. Sảy nữa. Trời ơi, gì vậy trời. Trời ơi, sảy nữa. Anh Tải, sảy nữa rồi. Thôi quýnh cái này không quen ông ơi. Trời ơi, con cầm tay luôn á. Giật lên tới đây luôn nè. Trời ơi, thiệt chứ. Trời ơi, giật bay lên tới đây luôn nè. Em quýnh cháy hơi, quýnh không qua, không được. Bây giờ mình không có cá, bây giờ mình quay của người ta luôn. Ra nữa hả? Có nhớt được rồi. Ở đây sáng giờ không có nguyên nhớt nào nữa nè. Nãy thả anh con rồi. Thả anh con lấy hơi nữa. Xù quá mà. Chỉ mà cao lồng rồng nó không tắp. Cao 2 bàn rồng nó không tắp mà không tắp. Này có mấy bàn rồng nữa. Nhiều lắm. Anh Bảy. Bảy hay quá anh Bảy ơi. Trời ơi. Muốn bình không nha anh Bảy? Đây, anh Bảy này, muốn bình không? Có nhớt được rồi, có dính là ngon rồi. Phước này có bự nó bự rồi nó xuống cái tát này mấy thì cái hũ có bự tại mình cao không ra chứ lấy xe kia nó dính cái bự đó. Xe kia trước nó dính. Mới dính cái ngày lễ tôi bự thân cao kinh không à. Tôi mấy kinh này hả? Đúng rồi. Cao chứ thiệt. Rồi. Có gì lỗ xuống cao chưa? Dạ. Ai em về này ơi. Có dịp nha. Rồi. 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 Rồi.
mò lẩu rồi hôm nay mình chia tay luôn anh ơi. Dạ. Anh em mình chia tay luôn. Dẫn anh em đi mà anh em lóc mình cũng lóc mình vất vả luôn. Có gì đâu chuyện cá. Anh em mình là y chang. Y chang nhau. Không biết nói gì. Không biết nói gì tàn đóng sảy không? Tàn đóng sảy không. Dạ. Dạ. Thôi vậy Kiệt ơi. Cái đầu nặng quá mình. Anh Kiệt có điện người nhà lên dưới anh về đi. Bữa nay có Kiệt trúng trúng mánh nhất à. Nói chung là bạn á anh quay còn em không có quay gì hết. Em có quay đâu. Rồi giờ cũng 5 giờ cả nhà ơi. Thôi mình chắc mình kết thúc cuộc đi câu cá lóc ở với Tân Phước nha các bạn. Nay một ngày thật là đen đủi. Sảy các bạn ơi. Nên mình không biết quýnh cháy hơi. Mình quýnh chưa có quen. Giật sảy hoài à. Buồn thiệt chứ. Đi từ sáng giờ, từ khuya tới giờ. Sảy 5-6 con rồi. Các bạn có các bạn nào mà chơi đánh cái hơi quen các bạn nhớ comment cho mình chỉ mình nha bạn chứ này thua rồi chào cả nhà luôn nha.